chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình công nghệ và cuộc sống phát sóng trên kênh ntv thật khó có thể hình dung được cuộc sống của nhân loại sẽ như thế nào nếu không có sự vận động của khoa học và công nghệ cũng như ứng dụng những thành tựu đó hàng ngày hàng giờ và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những thông tin đặc sắc Công nghệ sản xuất lớp xe từ vỏ trấu, Kit Center thiết bị truyền tải nụ hôn sẽ là những tin tức nổi bật kỳ này. Cùng tìm hiểu về sự phát triển của thương mại điện tử và những ứng dụng mạnh mẽ của nó trong đời sống của con người sẽ là nội dung một câu chuyện công nghệ và tư vấn của các chuyên gia. Và cuối chương trình như thường lệ là một tương tác dành cho khán giả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một dòng robot mới có tên là Litmore đang được triển khai trong công cuộc chống dịch bệnh Ebola, nhờ vào năng lượng phóng ra luồng ánh sáng mạnh gấp 25.000 ánh sáng mặt trời và nhanh chóng tiêu diệt virus gây bệnh. Trong lúc Mỹ tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa, sau khi bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola tại nước này đã thiệt mạng, hàng trăm bệnh viện tại quốc gia này đã được triển khai cỗ máy diệt bệnh Ebola Litmore nhằm khử trùng tại các cơ sở y tế. Litmore hoạt động bằng cách dùng các tia tử ngoại hủy hoại ADN của virus theo trang Foodzilla, robot di chuyển trên bốn bánh xe và sử dụng chất xenon để tạo ra tia từ ngoại và cứ mỗi một giây lại phát ra 1,5 xung ánh sáng với tầm bao phủ tối đa 3 mét ở mọi hướng. Mặc dù đang gây ra sự kinh hoàng ở Tây Phi, Mỹ lẫn châu Âu, dịch Ebola chỉ có thể cầm cự được khoảng 2 phút khi trùng tia UV sáng gấp 25.000 tia sáng từ mặt trời phát ra từ Lismore. Công ty Goodyear đã nghiên cứu thử nghiệm lốp xe silica có nguồn gốc từ tro của vỏ trấu trong suốt 2 năm tại trung tâm sáng tạo. Kết quả cho thấy tác động của vỏ trấu đến hiệu suất lốp tương đương với nguyên liệu truyền thống. Doanh nghiệp này đang đàm phán với các nhà cung cấp tiềm năng để mua vỏ trấu silica về sản xuất lốp xe. Ông Joseph Zekoski, giám đốc kỹ thuật Gusje cho biết, việc ứng dụng cho trấu vào sản xuất sẽ cho chúng tôi nguồn nhiên liệu thay thế, đồng thời giảm thiểu khối lượng cho trấu đổ ra các bãi rác hàng năm cho thu được trong khi đốt vỏ trấu có thể sản xuất điện năng như một nguồn silica thân thiện với môi trường. Thông thường, hỗn hợp silica được trộn vào cao su sản xuất lốp để tăng sức chịu đựng và giảm lực cản lăn cho lốp xe, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Công nghệ này còn làm tăng độ bám của lốp xe trên mặt đường ướt. Trước đó, công ty nghiên cứu những nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm cả dầu đậu nành, để thay thế những nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu hỏa trong lốp xe. Một thiết bị công nghệ cao giúp truyền tải sự ngọt ngào lãng mạn có tên gọi Kissenger, được nhóm sinh viên của Đại học Đài Bắc Đài Loan nghiên cứu. Kissenger được kết nối với thiết bị sinh đôi với nó để gửi nụ hôn đến người khác, một người cần phải hôn lên bộ phận môi của thiết bị này. Cảm giác sau đó sẽ được truyền tới thiết bị của người nhận, cho phép người đó cảm nhận được nụ hôn từ người gửi. Đặc điểm của một nụ hôn chẳng hạn như độ mạnh và cảm nhận được truyền tới thiết bị khác thông qua giao diện tương tác. Phiên bản mới nhất của Kissinger gồm một cặp thiết bị màu hồng và màu xanh, với đôi môi làm bằng silicon phát ra ánh sáng màu hồng. Theo Lipside, thiết bị đã được thử nghiệm với 10 cặp vợ chồng ở cách xa nhau trong 3 tuần. Sau thời gian này, 4 cặp vợ chồng yêu cầu được giữ lại các thiết bị để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng Kissinger có thể khiến người sử dụng gây xấu hổ khi ở nơi công cộng nhóm nghiên cứu cho hay ngoài tính năng truyền tải cảm xúc giữa người này đến người khác thiết bị trên cũng có thể gây ra một số vấn đề xã hội tình cảm và đạo đức nhất định Có thể nói rằng thế kỷ 21 chứng kiến sự phát triển tột bậc trong ngành công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin đã và đang thay đổi thế giới cũng như tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong mọi lĩnh vực của khoa học và đời sống. Khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại hay còn gọi là thương mại điện tử ra đời và đang trở thành xu hướng phổ biến trong những năm gần đây, mang lại những giá trị lớn lao cho những hoạt động sản xuất kinh doanh. Và một câu chuyện công nghệ kỳ này sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về sự ra đời, sự phát triển của hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là ở Việt Nam ngày nay thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ bởi tốc độ sử dụng internet cùng với nhiều công nghệ hiện đại ra đời con người ngày càng yêu thích giao dịch dưới hình thức này bởi những thuận lợi mà nó mang lại có nhiều khái niệm về thương mại điện tử nhưng hiểu một cách tổng quát thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt động thương mại bằng những phương tiện điện tử thương mại điện tử vẫn mang bản chất như các hoạt động thương mại truyền thông Tuy nhiên, thông qua các phương tiện điện tử mới, các hoạt động thương mại được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm chi phí và mở rộng không gian kinh doanh. Tiền thân của thương mại điện tử là Electronic Funds Transfer, có nghĩa là chuyển tiền điện tử giữa các tổ chức được phát triển vào những năm 70 của thế kỷ trước. Tiếp theo là Electronic Data Interchange, trao đổi dữ liệu điện tử, công nghệ dùng để chuyển văn bản dữ liệu giữa các doanh nghiệp lớn. Đến khi internet ra đời vào năm 1969, ban đầu chỉ dùng trong chính phủ Mỹ, sau đó là đến các trường đại học, viện nghiên cứu. Sau đó internet được thương mại hóa, dẫn đến sự ra đời của World Wide Web vào những năm đầu 1990 và hình thành tên gọi thương mại điện tử. Ở Việt Nam, internet có mặt vào những năm 1997 và trở nên phổ dụng vào năm 2000. Khái niệm thương mại điện tử vẫn còn xa lạ với nhiều người trong những năm 2000-2003. Từ năm 2004, thương mại điện tử dần trở nên phổ biến hơn. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam ra đời khá muộn so với nhiều nước trên thế giới. Cuối năm 2005, Việt Nam mới có luật giao dịch điện tử và năm 2006 mới ra đời nghị định hướng dẫn thi hành luật này. Thương mại điện tử càng được biết tới như một phương thức kinh doanh hiệu quả từ khi Internet hình thành và phát triển chính vì vậy nhiều người hiểu thương mại điện tử theo nghĩa cụ thể hơn là giao dịch thương mại mua sắm qua internet và mạng lợi ích lớn nhất mà thương mại điện tử đem lại chính là sự tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho các bên giao dịch giao dịch bằng phương tiện điện tử nhanh hơn so với giao dịch truyền thống ví dụ như gửi fax hay thư điện tử thì nội dung thông tin đến tay người nhận nhanh hơn gửi thư các giao dịch qua internet có chi phí rất rẻ một doanh nghiệp có thể gửi thư tiếp thị cho hàng đến hàng loạt khách hàng chỉ với chi phí giống như gửi cho một khách hàng với thương mại điện tử các bên có thể tiến hành giao dịch khi ở cách xa nhau giữa thành phố với nông thôn từ nước này sang nước kia hay nói cách khác là không bị giới hạn bởi không gian địa lý điều này cho phép các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đi lại thời gian gặp mặt trong khi mua bán với người tiêu dùng họ có thể ngồi tại nhà để đặt hàng mua sắm nhiều loại hàng hóa dịch vụ thật nhanh chóng những lợi ích như trên chỉ có được với những doanh nghiệp thực sự nhận thức được giá trị của thương mại điện tử vì vậy thương mại điện tử góp phần thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để thu được nhiều lợi ích nhất điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế khi các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh một cách bình đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài Quý vị và các bạn thân mến, khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, hay còn gọi là thương mại điện tử ra đời và đang trở thành xu thế mới, thay thế dần phương thức kinh doanh cũ với rất nhiều ưu thế nổi bật như nhanh hơn, rẻ hơn, tiện dụng hơn, hiệu quả hơn và không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Tuy nhiên, đối với một số nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng thì các doanh nghiệp vẫn chưa khai thác thực sự có hiệu quả thế mạnh của thương mại điện tử để phục vụ lợi ích cho doanh nghiệp của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Thành Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Thành Vinh xung quanh lĩnh vực phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp. Xin chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Công nghệ và cuộc sống của Trong thời điểm hiện nay thì trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì thương mại điện tử phát triển rất là mạnh mẽ và nó có những hỗ trợ rất là đắc lực cho cuộc sống của con người, đặc biệt là các doanh nghiệp. Và website là một cái phương thức có thể xem là không thể thiếu đối với các doanh nghiệp. Vậy trong xu thế như hiện nay thì các doanh nghiệp nên có những cái ứng dụng về công nghệ như thế nào để có thể sử dụng website nhưng mà là một phương thức mang lại hiệu quả nhất cho sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp? Website doanh nghiệp không chỉ là một trang thông tin điện tử của doanh nghiệp giới thiệu về các lĩnh vực kinh doanh hay là thông tin của doanh nghiệp. Ngoài ra nó là một bộ mặt đại diện của doanh nghiệp trên internet. Nó là một cách bán hàng thực tế rất là hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp kinh doanh bên mạng thương mại. Một số điểm cần lưu ý đối với doanh nghiệp đó là khi thực hiện website cần giao diện với website là phải đẹp để lại ấn tượng với khách hàng. À, cái thứ hai nữa là bộ cục và thông tin là nội dung là đầy đủ chính xác để mà khách hàng họ tiếp cận với công ty mình dễ dàng hơn ngoài ra còn à, website muốn phong phú hơn thì mình nên kết nối với các trang mạng xã hội như facebook twitter hay là google liên nên để các cách link, những trang quảng cao để nó hiệu quả hơn đối với website có một vị khán giả yêu thích chương trình công nghệ và cuộc sống có một câu hỏi mong muốn được anh tư vấn vị khán giả này là một kỹ sư phần mềm tuy nhiên khán giả lại không có điều kiện về vốn để thành lập doanh nghiệp và khán giả có ý định tự viết website và hoạt động thương mại qua website cá nhân của mình vậy anh có thể tư vấn cho vị khán giả này được rõ hơn về những điểm chính khi hoạt động thương mại như vậy và cần phải lưu ý những điều gì để có thể bảo đảm quyền lợi và lợi ích của vị khán giả này khi anh đã mở ra một cái website bán hàng Cái điều đầu tiên ấy, là theo điều 23 của bộ luật thông tin quy định đó là mỗi doanh nghiệp hay là mỗi tổ chức hay cá nhân khi mở website với tin tức trang mạng điện tử thì là phải đăng ký qua sở liên thông nơi cư trú thì nếu như ở trên địa bàn nghệ an thì mình phải liên hệ với sở liên thông nghệ tỉnh nghệ an họ cấp giấy phép và ngoài ra là phải cấp giấy phép các cái bài báo bài tin đăng là qua bên bảo nghệ an để mà cấp chứng uh, chỉ hành nghề của doanh nghiệp đấy cái điều thứ ba mà cái anh đấy, cần lưu ý cần lưu ý đó là uh, những tin tức bài đăng là phải đảm bảo bản quyền và độ chính xác thực tế rất là cao nếu không sẽ chịu được gặp luật về những cái bài đăng hay tin tức đấy Tạp chí Công nghệ và Cuộc sống tiếp tục trở lại với những thông tin thú vị trong mục tương tác dành cho khán giả. Ở kỳ trước, câu hỏi của chương trình: Theo bạn, phong cách thiết kế đặc trưng của hệ điều hành iOS là gì? Và đáp án đúng là đáp án A. Giao diện gồm các biểu tượng icon cho các ứng dụng. Và Hà Phương cũng rất vui mừng được thông báo vì khán giả đã may mắn trúng thưởng cho câu hỏi kỳ trước là chủ nhân của số điện thoại 0946.583.113. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi kỳ này. Theo bạn, nền tảng quan trọng để hình thành phương thức giao dịch thương mại điện tử là gì? A. Sự ra đời và phát triển của Internet B. Sự ra đời và phát triển của các phương tiện điện tử Quý vị hãy chọn tin nhắn theo cú pháp CNCS cách X cách Y, trong đó CNCS là mã của chương trình, X là đáp án đúng và Y là số người có cùng đáp án, sau đó gửi đến tổng đài 8188. Một vị khán giả may mắn có câu trả lời đúng và lựa chọn số người có cùng đáp án gần đúng nhất sẽ nhận được một phần quà của nhà tài trợ VNPT Nghệ An trị giá 1 triệu đồng. Chúc quý vị và các bạn may mắn. Và những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Công nghệ và cuộc sống NTV ngày hôm nay. Hà Phương xin được nói lời cảm ơn tới VNPT Nghệ An đã phối hợp thực hiện chương trình này. Mọi thứ từ thắc mắc đóng góp cho chương trình hoặc những câu hỏi về lĩnh vực khoa học công nghệ, quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình Công nghệ và cuộc sống NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Vinh hoặc gửi thư đến địa chỉ email công nghệ và cuộc sống com và địa chỉ Facebook của chương trình Công nghệ và cuộc sống NTV hotline 0383 999 686 sẽ chờ đón những câu hỏi về lĩnh vực khoa học và công nghệ của quý vị và các bạn. Và hãy nhớ truy cập vào địa chỉ website truyềnhnghệan.vn để xem lại những chương trình đã phát sóng. Và lời cuối của chương trình Hà Phương xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.